Đầu tiên, thầy muốn các em theo dõi nội dung tổng thể của chương trình mà trong các buổi đồng hành thầy sẽ cùng với các em. Đó là các phương pháp kỹ thuật ôn luyện môn lịch sử sao cho hiệu quả. Thứ hai là thầy sẽ giúp các em hệ thống hóa được những kiến thức cần ôn luyện theo các chủ đề để chúng ta không bị mắc lỗi. Thứ ba là thầy sẽ giúp các em định hướng được những dạng câu hỏi thường gặp trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay đối với môn lịch sử tức là các dạng câu hỏi trắc nghiệm. Và cuối cùng là chúng ta sẽ tập làm quen một số câu hỏi, các cái đề minh họa theo định hướng của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Thứ nhất là chúng ta cùng tìm hiểu về một số phương pháp kỹ thuật ôn luyện đối với môn lịch sử. Một là thầy muốn các em lưu ý cho thầy về công thức 5W2H khi ôn luyện môn lịch sử. Thứ hai là chúng ta sẽ vận dụng, sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với những từ khóa khi ôn luyện. Thứ ba là chúng ta sẽ xác định được các dạng công thức thường gặp khi ôn luyện. Bởi vì trong học tập lịch sử, chúng ta bao giờ cũng có các dạng công thức định hướng chúng ta không bị nhầm lẫn. Thứ tư là thầy sẽ giúp các em định hướng phân biệt được những cụm từ khóa tên thuật ngữ cốt lõi để tránh trường hợp khi chúng ta làm câu hỏi trách nghiệm chúng ta bị nhầm lẫn, không biết phân biệt giữa từ khóa này với từ khóa khác. Thứ năm là chúng ta xác định được những sự kiện lớn của lịch sử thế giới có tác động ảnh hưởng tới lịch sử Việt Nam ở cùng thời kỳ. Đây mà là một nội dung rất sức hết sức quan trọng. Bởi vì trong chương trình lịch, lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam của lớp 12 có rất nhiều những sự kiện lớn của thế giới tác động tới lịch sử Việt Nam và lịch sử Việt Nam chịu sự tác động của thế giới nó nằm trong mối quan hệ tương tác nếu chúng ta xác định được những sự kiện lớn của thế giới sẽ khắc phục được những sai lầm khi học lịch sử Việt Nam thứ sáu là chúng ta sẽ lập các dạng sơ đồ tư duy các dạng sơ đồ hóa kiến thức theo chủ đề bởi vì lịch sử của chúng ta theo các dạng chủ đề đồng thời cũng theo tiến trình phát triển và cuối cùng là các em sẽ làm quen ôn luyện thành thạo các dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi. Đây là 7 vấn đề cơ bản trong nội dung những phương pháp kỹ thuật ôn luyện môn lịch sử hiệu quả. Trước hết đó là chúng ta vận dụng công thức 5W 2 hao khi ôn luyện. Vì sao thầy lại đề cập với các em cái phương pháp kỹ thuật ôn luyện này? Lịch sử chúng ta luôn có hai phần, đó là phần sử và phần luận phần sử phải trả lời được các câu hỏi liên quan đến những w đó là các em phải xác định được quen thời gian sự kiện lịch sử xảy ra khi nào tức là vào thời điểm nào thời gian có thể được xác định cụ thể ngày tháng năm nhưng đôi khi không cần thiết phải cụ thể mà mang tính tương đối ví dụ là thập kỷ thế kỷ đầu những năm cuối những năm trong những năm Thời gian có thể tính theo mùa, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu. Như vậy, đáp lưu thứ nhất đó là phải xác định được thời gian xảy ra sự kiện lịch sử. Đáp thứ hai, lịch sử bao giờ cũng gắn liền với không gian cụ thể xảy ra ở đâu, địa điểm nào. Thứ ba, đáp thứ ba, lịch sử luôn gắn liền với nhân vật, người làm lên lịch sử. Nhân vật có thể là một tên riêng, một nhân vật cụ thể ví dụ như là Nguyễn Ái Quốc, Võ Nguyên Giáp, Ma Trạch Đông cũng có thể là một giai cấp, tầng lớp, một tổ chức chính trị, ví dụ như là Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên, Đông Dương Cộng Sản Đảng, Mặt Trận Việt Minh. Cho nên nếu như không có Hu tức là w lưu thứ ba thì lịch sử không có, lịch sử bao giờ cũng gắn liền với nhân vật. Và khi học về nhân vật chúng ta còn biết đánh giá được công lao, tội trạng, những đóng góp của nhân vật đó đối với lịch sử dân tộc cũng như lịch sử thế giới. Thứ tư đó là what, biến cố gì, sự kiện gì xảy ra. Như đã nói với các em, who tức là người làm nên lịch sử. Thì what chính là sản phẩm do khu làm ra. Cho nên các bạn phải lưu ý. Ví dụ, ta nói ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Cộng Hòa. Đó là 4W. Thế còn W thứ năm chính là trả lời cho câu hỏi phần luận. Lịch sử có hai phần là phần sử, phần luận. Phần sử when, where, who, what. Phần luận chính là lý giải cho câu hỏi vì sao, tại sao lịch sử lại diễn ra như vậy. Vì sao Hồ Chí Minh lại đọc tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm Sao bác không đọc vào ngày 30 tháng 8? Sao không lùi lại đến ngày 5 tháng 9 mà lại xác định ngày mùng 29. Vì sao Đảng và chính phủ ta lại phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp vào tối ngày 19 tháng 2 năm sáu? sao không phải là ngày 17, 18 hoặc là ngày 20? Như vậy, các em cần phải lý giải được bên cạnh thời gian, không gian, nhân vật, biến cố thì phải lý giải được vì sao, tại sao. Đây là mối quan hệ giữa phần sử và phần luận trong học tập lịch sử. Chúng ta đừng lên, à, chúng ta, chúng ta, các em đừng nên học tập máy móc, dập khuôn, thuộc vẹt, thuộc lòng. Và cái cái hao thứ hai, là cái hao thứ nhất là chúng ta phải xác định được trong học tập lịch sử thì chúng ta thường gặp các dạng câu hỏi nào? Gặp các dạng câu hỏi nào? Câu hỏi về bình luận, đánh giá, câu hỏi về nhận biết, vận dụng hay là so sánh. Và cái hao thứ hai đó là vậy thì phương pháp cách thức trả lời từng dạng câu hỏi như thế nào ở đây tức là các dạng câu hỏi trắc nghiệm mà phần sau thầy sẽ giới thiệu với các em những dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi trắc nghiệm môn lịch sử 2017. Đấy là cái công thức 5W2H mà thầy muốn định hướng cho các em học lịch sử phải lưu ý điểm này. Thứ hai là thầy muốn các em vận dụng sơ đồ tư duy kết hợp với từ khóa khi học lịch sử. Đối với nhiều bộ môn khác nhau thì việc sử dụng sơ đồ tư duy trong học tập giúp các em hệ thống hóa kiến thức, tránh sự nhầm lẫn, biến những bài viết dài thành những từ khóa ngắn gọn. Trong một lịch sử, chúng ta cũng nên vận dụng cái phương pháp kỹ thuật này. Ví dụ, để tìm hiểu về, làm rõ về vai trò của Nguyễn Quốc đối với lịch sử Việt Nam từ năm 1920 đến năm 1930, các em có thể hình dung nhìn trên màn hình. Chúng ta xác định đầu tiên đó là vai trò của Nguyễn Quốc trong việc lựa chọn con đường cứu nước đúng đắn khuynh hướng cách mạng vô sản được vào Việt Nam phát triển mạnh và thắng thế trước khuynh hướng dân chủ tư sản chính là thể hiện cái vai trò đầu tiên của Nguyễn Quốc vai trò thứ hai sau khi lựa chọn được con đường cứu nước đúng đắn đi theo khuynh hướng cách mạng vô sản là quá trình Nguyễn Quốc nghiên cứu tìm hiểu lý luận truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam thông qua các thời kỳ hoạt động ở Pháp từ 1920 đến 1923 sau khi đã xác định được con đường cứu nước đúng đắn. Đó là thời kỳ hoạt động ở Liên Xô từ năm 1923 đến năm 1924, cụ thể là từ tháng 6 năm 23, 1923 tới tháng 11 năm 1924. Rồi thời kỳ hoạt động ở Quảng Châu, Trung Quốc từ cuối năm 1924 đến năm 1927. Sau đó là thời kỳ hoạt động ở Xiêm, phần lớn ở Xiêm, Thái Lan và đầu năm 1930 thì trở về Hương Cảng Trung Quốc để triệu tập hội nghị thành lập đảng. Vai trò thứ ba chính là vai trò triệu tập chủ trì hội nghị thành lập đảng. Đây là vai trò quan trọng đánh dấu kết thúc sự khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Và gắn nữa đó là vai trò của Nguyễn Quốc trong việc soạn thảo viết cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng định rõ đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam qua hai giai đoạn làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng tức là làm cách mạng giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp cách mạng ruộng đất sau thành công thì sẽ bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa để tiến lên xã hội cộng sản cho đến nay cái định hướng này vẫn còn nguyên giá trị ví dụ như vậy thì chúng ta thấy khi học về vai trò Nguyễn Quốc từ năm 1920 đến năm 90 kết hợp với những từ khóa sẽ các em dễ hình dung hơn, dễ hiểu hơn. Hoặc một ví dụ khác, khi chúng ta học về hội nghị yên ta, kết hợp với những từ khóa, các em sẽ lập sơ đồ tư duy để không bị nhầm lẫn kiến thức hiện đại hóa kiến thức giữa hội nghị quốc tế này với hội nghị quốc tế khác. Ở đây ta cần có cái từ khóa, ví dụ hoàn cảnh nào dẫn đến hội nghị trong đó chúng ta phải chỉ rõ địa điểm ở đâu tham dự hội nghị gồm có những thành phần nào, mục đích của hội nghị nhằm làm gì. Chúng ta trả lời câu hỏi này chính là làm rõ được cái bối cảnh lịch sử. Và các em sẽ trả lời được những câu hỏi trắc nghiệm liên quan tới lý do triệu tập hội nghị, những thành phần tham dự hội nghị, địa điểm diễn ra ở đâu, vân vân. Thứ hai, đó là những quyết định quan trọng hội nghị. Ở đây có 3 quyết định lớn thì chúng ta sẽ sử dụng từ khóa, ví dụ như là đồng ý nhất trí sẽ tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít, sẽ thành lập một tổ chức quốc tế mà sau này chính là Liên Hợp Quốc, quyết định là thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc. Và thứ ba là phân chia phạm vi ảnh hưởng, quyền lợi giữa các nước sau khi chiến tranh kết thúc. Từ cái quyết định trên nó dẫn tới hệ quả quan trọng của Hội nghị Yalta mà người nhiều nhận xét cho rằng đây nó chi cái Hội nghị Yalta những kết quả của hội nghị này nó đã chi phối các quan hệ quốc tế phần lớn trong nửa sau thế kỷ 20. Thứ ba, thầy muốn các em lưu ý đó là chúng ta cần xác định được các dạng công thức thường gặp trong học tập lịch sử. Nhiều bạn học sinh đặt câu hỏi, lịch sử thì làm gì có công thức? Có phải là môn toán, môn lý, môn hóa? Có phải là học tiếng Anh chia giữa, giữa các thời, các thì đâu mà có công thức? Thầy muốn bật mí các em, lịch sử cũng có công thức học tập nếu như các em biết tìm ra những từ khóa những cái điểm hay của lịch sử sẽ giúp các em không bị nhầm lẫn hiện đại hóa thức ở đây chúng ta có thể nhìn thấy một số định hướng khi học môn lịch sử có những dạng công thức như sau thứ nhất đó là khi các em học về ý nghĩa thắng lợi của một sự kiện trọng đại nào đó của lịch sử thế giới hoặc lịch sử Việt Nam có các công thức tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu chúng ta sẽ xem trên màn hình có phải đúng như thế không. À, ví dụ đây là học về cách mạng tháng 8, học về cách mạng tháng năm 8 năm 1945 ở à Việt Nam. Về cách mạng Trung Quốc thành công năm 1949, hoặc kháng chiến chống Pháp năm 1945-1954, năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1954 năm 1945, có công thức về ý thắng lợi. Hoặc về nguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng và Hồ Chí Minh lãnh đạo. Chúng ta cũng có công thức Trong các dạng đề thi Khi học được công thức này Sẽ giúp em phân biệt được Không bị nhầm lẫn Khi các uh, thầy cô Hoặc uh, các nhà nghiên cứu uh, Xây dựng ngân hàng câu hỏi Đưa ra những phương án gây nhiễu chúng ta uh, Nguyên nhân lợi Chúng ta có các bảng 8 Có kháng chiến chung pháp Và có kháng chiến chung mỹ cứu nước Và đặc biệt Thầy sẽ định hướng cho các em Lát nữa về đường lối chủ trương của Đảng qua các hội nghị từ năm 1930 cho đến tháng 3 năm 1945, chúng ta sẽ có một công thức rất là hay nếu như các em theo dõi ý. Mà thầy biết là nhiều em khi ôn luyện lịch sử, chúng ta sợ nhất là khi học về các hội nghị của Đảng liên quan tới chủ trương đường lối. Thì lát nữa thầy sẽ cho các em xem một cái công thức định hướng khi học về đường lối chủ trương đấu tranh của Đảng từ năm 1930 đến năm 1945 thông qua các hội nghị. Ở đây chúng ta cùng theo dõi một số ví dụ. Thứ nhất là công thức về ý nghĩa thắng lợi của một sự kiện biến cố lớn có thể là của lịch sử Việt Nam hoặc của lịch sử thế giới. Ví dụ đây là cách mạng tháng 10 Nga, cách mạng tháng 8 1945 hoặc kháng chiến chống Pháp hoặc là cách mạng Trung Quốc thành công năm 1949. Chúng ta đều có một cái form công thức như thế này nếu các em theo dõi. thì chúng ta mở sách giáo khoa chúng ta kiểm tra lại xem đúng như thầy nói không. Thứ nhất là chắc chắn phải có cụm từ kết thúc cái gì Và ở đây kết thúc cái gì thì chúng ta lưu ý là sẽ dùng cái số thời gian Cái số liệu thời gian Cái thời kỳ cũ của nó Đó, đấy là cái kết thúc Ví dụ ở đây là cách mạng tháng 8 1945 Thắng lợi nó kết thúc hơn 80 năm đô hộ của thực dân Pháp 5 năm cai trị bóc lột của Pháp xích Nhật trên đất nước ta Như vậy kết thúc cái gì? Là kết thúc cái thời kỳ, cái giai đoạn của nó Và thứ hai, đã kết thúc thì phải mở ra Mở ra cái gì? Ở đây là mở ra có thể là một giai đoạn mới Một trang sử mới, một bước ngoặt lịch sử mới cho dân tộc Việt Nam Hoặc là của thế giới Các em hãy vận dụng những ý, ý nghĩa thắng lợi của các biến cố lớn vào Để chúng ta có một cái khoa như thế Và thứ ba là thắng lợi đó chắc chắn nó sẽ tác động ảnh hưởng to lớn tới các nước trên thế giới có liên quan tới Việt Nam hoặc tới những nước trong khu vực có cùng chung bối cảnh hoàn cảnh sự ví dụ như là cổ vũ cái gì tác động ảnh hưởng đến cái gì ở đây hai cái ý nghĩa này kết thúc cái gì mở ra cái gì là ý nghĩa thuộc về trong nước đối với nước đó còn tác động ảnh hưởng cổ vũ cái gì thì đấy là ý nghĩa quốc tế chúng ta lưu ý sẽ có những cái dạng câu hỏi trắc nghiệm người ta hỏi ví dụ là ý nghĩa nào dưới đây là ý nghĩa à, trong nước hoặc những quốc tế chúng ta phải phân biệt được một ví dụ khác chúng ta cùng theo dõi tiếp ở phần trên thầy vừa đã nói là khi học về nguyên nhân thắng lợi của lịch sử Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản và Hồ Chí Minh đạo chúng ta có các dạng công thức ở đây chúng ta nhớ là sẽ có ba cái biến cố lịch sử lớn liên quan đến công thức này đó là thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954 và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 do Đảng và Hồ Chí Minh lãnh đạo. Nó đều có cái form công thức như này. Kiểu gì cũng phải có được cái từ khóa do hay là xuất phát từ truyền thống yêu nước. Các em nhớ nhé, truyền thống yêu nước chứ không dùng cụm từ là lòng yêu nước. Truyền thống nó được túc kết qua nhiều đời, qua hàng ngàn năm của dân tộc và không ngừng được phát huy bồi đắp thêm chúng ta phải lý giải được vì sao lại khẳng định xuất phát từ truyền thống nước và phân tích dẫn chứng cụ thể qua cái thời kỳ lịch sử mà chúng ta đã học. Thứ hai, chắc chắn phải có cái nguyên nhân là chúng do có Đảng Cộng sản đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. Chúng ta thử xem có đúng cách mạng 8 có như thế không ạ? Tháng chiến chống Pháp có đúng thế không ạ? Tháng chiến chống Mỹ có đúng, đúng không ạ? Đúng rồi. Cho nên thầy muốn lưu ý các em nhấn mạnh một điều này các em sẽ gặp rất nhiều các dạng câu hỏi Có cái câu là nguyên nhân quyết định dẫn đến thắng lợi của nhân ta trong chấm 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 Có thể trong hành chính trung Pháp, có thể trong hành chính trung Mỹ, có thể trong cái bảng 8 Thì nguyên nhân quyết định phải là do Đảng Cộng sản Đứng đầu chủ tịch đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh Đạo Với đường lối đúng đắn, linh hoạt, sáng tạo Chắc chắn ý đó phải là ý quyết định à, Nguyên nhân thứ ba đó là nhờ có sự đoàn kết của dân tộc, của các giai cấp, tầng lớp trong nhân dân. Nhưng phải thông qua một tổ chức, thông qua một mặt trận dân tộc nào đó. Chứ không ra, không nói là đoàn kết chung chung. Tất nhiên trong đề thi, cái câu hỏi đưa ra không có thể không cho các em tất cả những từ khóa như thế. Nhưng chúng ta lưu ý là sự đoàn kết để thành công thì phải bao giờ phải thông qua một tổ chức chính trị do đảng lãnh đạo. Ví dụ cách mạng tám thành công chúng ta có mặt trận việt minh làm mặt trận cao nhất mặt trận dân tộc thống nhất đầu tiên của riêng việt nam Cho đảng cộng sản đông dương lãnh đạo hoặc trong kháng chiến pháp chúng ta có mặt trận liên việt nếu nói rộng ra thì có sự đoàn kết của ba nước đông dương à, trong kháng chiến mỹ cứu nước chúng ta có mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam như vậy sự đoàn kết và chúng ta cũng phải lý giải được phân tích được dẫn chính được nguyên nhân thứ tư nguyên nhân này thầy muốn nhấn mạnh các em nhớ nhé là chỉ riêng giai đoạn trung mỹ mới có nguyên nhân thứ tư ba nguyên nhân này trong cái bảng 8, trong kháng chiến chống pháp trong kháng chiến chống mỹ nước đều có riêng giai đoạn trung mỹ cứu nước thì có thêm nguyên nhân này đó là nhờ có hậu phương miền bắc vai trò của hậu phương miền bắc được bảo vệ vững chắc và miền bắc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do đảng đề ra tại đại hội đảng tháng 3 năm 1960 đó là đóng vai trò quyết định nhất đối với sự nghiệp cách mạng cả nước. Chúng ta mở sách giáo khoa chúng ta xem có đúng như thế không. Và chúng ta cũng phải lý giải phân tích được vì sao. Đây là công thức khi học về nguyên nhân thắng lợi. Thế còn nếu như nói về nguyên nhân khách quan, nguyên nhân khách quan thì chúng ta sẽ nhắc tới sự đoàn kết của ba nước Đông Dương, sự giúp đỡ và ủng hộ của bạn bè quốc tế những ví dụ như là của Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa, Đông Âu liên quan tới giai đoạn kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ riêng nguyên nhân thắng lợi của cái bảng 8 năm 5 năm về nguyên nhân khách quan thì các em đừng quên một nguyên nhân mang tính quốc tế tác động đến đó chính là thắng lợi của quân đồng minh trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít và trực tiếp là buộc quân Việt Nhật Bản phải đầu hàng và ngày 15 tháng 8 năm 1945 đem đem lại thời cơ ngàn năm có một cho các nước ở châu Á đang bị Nhật, Nhật đang bị Nhật chiếm đóng nói chung và Việt Nam nói riêng. Thế thì chúng ta lưu ý có các dạng công thức trong học tập lịch sử như vậy. Chúng ta cùng xem thêm một ví dụ nữa về xác định các dạng công thức thường gặp. Ở đây chúng ta thấy về công thức khi học hội nghị của Đảng từ năm 1936 đến năm 1945 thì bao giờ cũng sẽ phải có năm ý đó là về xác định đường lối chiến lược cách mạng thì không bao giờ thay đổi thứ hai là về xác định nhiệm vụ mục tiêu thứ ba xác định khẩu hiệu đấu tranh thứ tư là thành lập mặt trận và thứ năm đó là hình thức phương pháp đấu tranh cụ thể về cái nội dung chủ trương đường lối đấu tranh của đảng thầy muốn các em sẽ tìm hiểu ở phần sau phần hệ thống hóa kiến thức một cái phương pháp kỹ thuật nữa trong ôn luyện hiệu quả đó là kem cần phân biệt được những cụm từ khóa và tên gọi thuật ngữ cốt lõi vì sao là lại cần phải lưu ý về cái phương pháp kỹ thuật này kem hãy cùng theo dõi lên đây trên thực tế trong quá trình dạy học và chấm thi những năm trước đây thầy thấy rất nhiều bạn học sinh hay bị nhầm lẫn giữa phân biệt các tên gọi thuật ngữ khái niệm ví dụ là cụm từ đường lối chiến lược cách mạng và nhiệm vụ chiến lược nhiệm vụ trước mắt với nhiệm vụ lâu dài mâu thuẫn dân tộc mâu thuẫn giai cấp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đánh đuổi đánh đổ quyền dân tộc cơ bản độc lập tự do phi mỹ hóa chiến tranh hoặc là mỹ hóa trở lại những cái cụm từ này các em hay bị nhầm lẫn và bị mất điểm rất là tiếc. Các em nhớ rằng chúng ta đề thi có 40 câu hỏi, thời gian làm bài 50 phút. Nếu như làm sai một câu, các em mất 0,25 điểm, mà đôi khi chỉ là một từ khóa, chúng ta không phân biệt được, rất tiếc. Ở đây, đường lối chiến lược thì đó là lâu dài, không bao giờ thay đổi. Như ở phần trên thầy đã nói là tại hội nghị thành lập đảng, Nguyễn Đức Quốc đã soạn thảo và thông qua chính cương văn tắt, sách lược văn tắt, điều lệ văn tắt của Đảng và về sau gọi là cương lĩnh chính trị đầu tiên thì có đề cập tới cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng tức là làm cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng dụng đất sau khi thành công sẽ bỏ qua tư bản chủ nghĩa để tiến lên xã hội cộng sản thì đó là đường lối chiến lược chúng ta không bao giờ thay đổi đến năm 1975 chúng ta mới xong giai đoạn 1 của đường lối chiến lược này. Tức có nghĩa là ta đã hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân trên cả nước. Từ năm 1975 đến nay, chúng ta đang thực hiện ở phần đầu của giai đoạn 2. Tức là cả nước cùng liên chủ nghĩa xã hội, nhưng ở chặng đầu đó là thời kỳ quá độ. Cho nên đường lối chiến lược không bao giờ thay đổi, các em nhớ cho. Còn nhiệm vụ chiến lược được đặt ra ở từng thời kỳ do lịch sử đặt ra. Ví dụ, nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam từ năm 1930 được đặt ra đó là phải giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Nhưng ở đây kẻ thù cụ thể được xác định thời điểm bây giờ đó là đế quốc. Đế quốc. Nhưng từng thời điểm ví dụ là trong cái giai đoạn 30 31, 1930 1931 sang giai đoạn 1936 1939 hoặc là ngay trong năm 1945 trước thời điểm Nhật đảo chính Pháp Chúng ta xác định kẻ thù Nhiệm vụ trước mắt khác Nhưng từ khi Nhật đảo chính Pháp Tức là ngày 19 tháng 3 năm 45 trở đi Thì kẻ thù nhiệm vụ lại xác định khác Đấy chứ là nhiệm vụ trước mắt Đừng nhầm lẫn với nhiệm vụ chiến lược Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam Từ năm 1954 Tức là đất nước ta trong bối cảnh Hai miền bị chia cắt Thì đảng đã xác định đường lối Đảng đã xác định nhiệm vụ chiến lược đặt ra cho hai miền đó là hai miền cách mạng Việt Nam, hai miền nước ta có hai nhiệm vụ chiến lược khác nhau. Miền Bắc thì đã giải phóng rồi, cho nên sẽ đi lên chủ nghĩa xã hội làm hậu vương vững chắc cho miền Nam đánh Mỹ. Còn miền Nam do chưa hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc nên miền Nam sẽ phải tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Như vậy là nhiệm vụ chiến lược được đặt ra do hoàn cảnh lịch sử và giai đoạn này hai miền nam bắc nước ta có hai nhiệm vụ chiến lược riêng nhưng cùng chung một nhiệm vụ thiêng liêng cao cả đó là cùng kháng chiến chống mỹ cứu nước để tiến tới thống nhất tổ quốc thì các em lưu ý những cái cụm từ khóa này nếu như chưa hiểu thì hãy hỏi thầy cô trao đổi bạn bè để chúng ta đọc kỹ đừng nhầm lẫn khi mà chúng ta làm ôn và trả lời câu hỏi hoặc chúng ta thấy đây về cụm từ mâu thuẫn dân tộc Cái từ khóa mâu thuẫn dân tộc này Các em hãy xem lại cho thầy bài 12 và bài 13 của sách giáo khoa chương trình chuẩn Chúng ta thấy vì sao tên bài đặt ra là phong trào dân tộc dân chủ không? Chúng ta nhớ là từ khi Việt Nam bị thực dân Pháp cai trị bóc lột Tức là tính thời điểm hiệp ước Paternod năm 1884 Chúng ta không còn tên khi bản đồ thế giới nữa không còn tên Việt Nam trên bản đồ thế giới nữa thì từ thời điểm bây giờ Việt Nam phải thực hiện hai nhiệm vụ đó là nhiệm vụ giải phóng dân tộc và nhiệm vụ giải phóng giai cấp đây chính là hai nhiệm vụ hàng đầu của nước ta tất nhiên nhiệm vụ dân tộc là nhiệm vụ số 1 thì mâu thuẫn dân tộc nó đặt ra nhiệm vụ phải giải phóng dân tộc mâu thuẫn giai cấp đặt ra nhiệm vụ phải giải phóng giai cấp và những cái cụm từ này, từ khóa này nó sẽ đi xuyên suốt với chúng ta gần như toàn bộ lịch sử Việt Nam của chương trình lớp 12. Hoặc cụm từ cách mạng dân tộc giữa chủ nhân dân, chúng ta sẽ gặp rất nhiều cụm từ trong sách đề cập tới. Cụm từ đánh đuổi và đánh đổ, các em cũng nhớ cho, nó khác. Đánh đuổi kẻ thù ngoại bang vào nước ta, xâm lược chúng ta, thì chúng ta phải dùng cụm từ là đánh đuổi còn trong nước thì ta gọi là đánh đổ nhưng mà nhiều bạn khi làm bài khi học hay bị nhầm cụm từ đánh đuổi và đánh đổ. Hoặc là cái cụm từ quyền dân tộc cơ bản nhiều em cũng chưa phân biệt được thế nào gọi là quyền dân tộc cơ bản. Quyền dân tộc cơ bản của một quốc gia bao giờ cũng phải lưu ý tới các cái quyền đó là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Cho nên có một câu hỏi trách nghiệm mà rất nhiều thầy cô, bạn bè, em học sinh quan tâm đó là quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam lần đầu tiên được một hội nghị quốc tế ghi nhận là thì người ta đưa ra các phương án A, B, C, D. Ví dụ là hội nghị Yalta tháng 2 năm 1945, hội nghị Geneva ngày 21 tháng 7 năm 1954, hội nghị Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973 và một hội nghị nào đó chẳng hạn thì chắc chắn các em phải khoanh phương án hội nghị Geneva tháng 7 năm 1954 quyền dân tộc cơ bản hoặc là cụm từ độc lập tự do cái cụm từ này các em cũng hay bị nhầm lẫn về cái tên gọi thuật ngữ và từ khóa trong hiệp định sơ bộ chính phủ ta ký với chính phủ pháp ngày 6 tháng 3 năm 1946 có ba nội dung có ba nội dung thì chúng ta cũng phải lưu ý cái từ khóa ở đó. Ví dụ ở đây, các em cùng theo dõi trên màn hình. Để giải quyết mối quan hệ Việt Pháp từ ngày 16 đến trước ngày 19 tháng 12 năm 1946, có những từ khóa và thuật ngữ các em cần phải lưu ý. Ví dụ cụm từ ta chọn sách lược cái giải pháp hòa để tiến, hòa để tiến trong bối cảnh nào? Lý do vì sao ta phải chọn sách lược phía Pháp thế nào, phía Trung Hoa thế nào Hiệp ước Hoa Pháp đặt chúng ta đứng trước sự lựa chọn khác biệt nào Rồi cuối cùng ta quyết định chọn giải pháp hòa để tiến Thể hiện thông qua những sự kiện nào Tức là biểu hiện của việc chọn nó Đó là ta phải ta ký hiệp định sơ bộ ngày 163, Trong đó có từ khóa Mà ở đây nhiều bạn bị nhầm lẫn vừa rồi thì nói là độc lập tự do Ở đây ta phải nhớ cái nội dung của hiệp định này Có 3 nội dung với từ khóa đó là Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do có chính phủ, nghị viện, quân đội, tài chính riêng nhưng nằm trong Liên bang Đông Dương của Pháp. Cũng từ đây, từ khóa đây là tự do chứ không phải độc lập. Rất nhiều bạn hay bị nhầm cụm từ độc lập. Các em lưu ý là bác Hội đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm nhắm, chứ bác không đọc tuyên ngôn tự do. Tuyên tự do, mất độc lập, giành được độc lập thì là đọc tuyên ngôn độc lập. Nhưng ở đây Pháp chỉ công nhận ta là một quốc gia tự do. Từ khóa cần lưu ý như vậy, tên gọi thuật ngữ cần lưu ý như vậy. Sau đó là ta đồng ý cho Pháp, ta công nhận Pháp cái điều gì. Rồi hai bên như thế nào? Đó là những cái từ khóa cần lưu ý. À, hoặc là những cái cụm từ liên quan tới phi mỹ hóa chiến tranh, mỹ hóa trở lại. Đều là những thuật ngữ mà các em cần phải lưu ý.